miếng chuối phơi này các bạn nhé, đây này, nó trắng phấn, cái đầu trên, mặt trên của nó trắng phấn nữa này, bên dưới cũng xe xe như thế này. Mình bạn vậy là công việc buổi chiều hôm nay của nhà mình đó là tiếp tục làm vườn, trồng cây cảnh, ngắt hết hoa mai, cắt cành, tỉa cành, bắt bọ trĩ, rồi sau đó là mình thu, mình gì nhỉ, xếp chuối vào hũ để cất vào tủ lạnh để ăn dần. Xếp cái chuối phơi của ngày hôm trước ấy, mình phơi đó các bạn, 2 ngày trước chứ, mình phơi chuối 2 ngày hôm trước rồi. Đấy, cây mai nhà mình nó đang ra hoa ra lộc nhiều lắm rồi đây, ra lộc ra lá đây. Nhưng mà bây giờ là phải cắt đi thôi các bạn ơi, cắt đi để dưỡng cây. Tiếc lắm nhưng mà cũng phải cắt, nhìn này, hoa đẹp này phải cắt này. Vàng lá, mai vàng, nhưng mai vàng, đúng mai vàng. Cắt hết. Ngắm mấy ngày được rồi. Cắt tỉa hết rồi. Ừ, quả này Rồi, nó ra đậu, quả đầy này. đậu quả này. Quả mai non, xanh gì. Ừ, con lá Tháng cắt riêng cắt rồi. khó. Mùa xuân đến rồi là phải cắt tỉa cho cây đâm chồi đẩy lộc các bạn ạ. Để đến Tết sang năm còn có mai chơi. Nó nở nhiều hoa lắm. Hoa rộn ràng. Gọi là hoa rộn ràng chỗ nào cũng nhiều. Cái năm cánh này nó nét như Sony. Chỗ này nó nhiều hoa. Bao nhiêu là hoa vàng chới luôn. Còng lưng cái cắt tỉa. Ngồi bên gốc mai đi. Xem chiều hôm nay là làm cái gì? Mặc áo cho mai. Ông xã mặc áo cho mai. Đây. Mấy cái gốc mai này đây. Ôi giời ơi. Cắt hết cành rồi đây. Cắt hết cả những cái ngọn rồi. Ui cái thịt nó đỏ au này. Bôi keo. Gỗ bôi keo rồi. Bôi keo liền sẹo rồi để cho nó khỏi bị nhiễm khuẩn rồi nó mau khô cái này để ít nữa mình ghép các bạn. Bây giờ là mặc áo cho nó này, nhúng cái này vào nước cho ẩm ẩm này. Quấn quanh đây cho nó ẩm ẩm cái thân cây cho dễ lên. Đấy, cây nào cũng mặc áo hết. Áo này là áo mát mùa hè. Chứ không phải áo mùa đông. Áo đây là áo chống nóng các bạn ạ. Cốt tông. Áo cốt tông đấy. Đấy, thay chậu. Để ít nữa để ghép mai. Lại ghép cúc thọ hương rồi đây. Mấy gốc mai này thì cái hoa nó không đẹp lắm đâu. Bây giờ ghép các cúc thọ hương để cho nó đẹp. Còn cái cây mai này cũng hoa nó cũng đẹp các bạn. Cắt trụi hết rồi này. Cho nó nảy lộc ra này. Nó đâm chồi nảy lộc. Đây cây này cắt trụi chưa. Chiều hôm nay cắt trụi hết mai rồi. Còn gốc thôi. Bên này cắt sạch hết hoa rồi đấy. Còn bên này nữa. Cắt lá luôn. Cắt một lúc là hết hoa rồi. Đang phân vân không biết có cắt lá, cắt cành không. Chỉ thấy quăn lá mà không phát hiện ra con nhện đỏ đâu. Con nhện đỏ nó hay ăn lá mai. À nó nằm quăn lá mai hỏng. Hôm nào cắt, bắt đầu cắt tỉa bớt.
cành cắt trộm này. Ngày mai mình cứ để cho nó lên cho cái lá, để lá nó già như này. Để cho cái cành non nó cứng cáp chút rồi cắt. Ôi giời, cao cây mai này cao hơn ông xã mình là nó phải 2 mét anh nhỉ. Ông xã cao 1m74. Thì cây mai nó cao như kia phải thế nào phải 2 mét. Tính cả chậu nó đo đó. Ờ tính cả chậu. Ờ thế thì nó cũng 1m74. Đây con dẹp đây này. Mút một mộp lên đây. Đấy, bóc nó ra cho các bạn xem con dẹp này. Nhiều cành. Đấy. Nó hút thân cây kinh không? Các bạn thấy không? Do mình bón nó nhiều phân nên nó hút không. Như thế này thì cây còn đâu mà nó lên được. Nó bám vào thân cây ghê lắm. Bắt dẹp cho cây mai này nữa này, bao nhiêu đây này các bạn này. Nhiều lắm, trắng cây luôn này. Nó ăn này nó hít nhựa của cây đấy. Còn đâu mà cây mai lên được. Thấy không? Đây. Cái chỗ này. Trắng đây này. Cái này. Lá mắt vặt nó. Đây 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 đây. Con dẹp múc một mục đây các bạn có nhìn thấy không? Này. Đấy. Nó bám chặt vào thân cây này. Hình như mọi người gọi là con bọ trĩ nữa hay sao đấy. Chỗ mình hay gọi con dẹp ấy. Đấy, nó bám chặt thân cây này, bám chắc chưa? Bắt nó đi này. Đấy. Giết là nó ứa đấy, ứa máu ra đây các bạn thấy không? Nhiều lắm. Nó ra cành mà ít nữa bắt đầu mình cắt. Wow, trên này nó mới nhiều này, con dẹp này. Úi dồi ôi. Đấy, đi bắt dẹp cho mai. Đây là nhện đỏ nó bắt đầu nó ăn lá. Nhiều lắm luôn. Cái lá non này là nó ăn. Đấy. Rất là nhiều. Cứ thấy con kiến nó leo lên cây này y rằng là cây có dẹp này. Nó mang dẹp lên thân cây đấy. Con kiến nó lên nó ăn chung nhau với con dẹp. Nên kiến với dẹp nó đôi bạn thân đấy. Có kiến là có dẹp à? Năm ngoái... Chắc là bên này nó có gần cây sung với cây si ấy. Cây si là dẹp không với đây này. Nhiều lắm, những cái kẽ cây nó càng nhiều. Ui, đây này, cái cành đây này. Đấy, dẹp nó bám này. Đấy, bắt. Nhiều. Bắt bọ cho cây. Đấy. Bọ trĩ đấy, dẹp đấy. Khiếp không? Ăn no tròn. Ăn no tròn. Con nhện nữa cơ. Con dẹp nào, con nhện nào. Này, kiến nó cứ bò tầng nào là dẹp nó đây. Cứ trên thân cây nhiều con kiến nó vận chuyển hết lên. Cắt tột nó xuống đây nhỉ. Ừ. Xuống góc quán. Xin chào các bạn. Mình đang đứng chỗ phơi chuối hôm trước đây các bạn ơi. Hôm nay khô hết rồi. Để mình mở cho các bạn xem nhé. Đây. Mình phải che bằng cái màn này này. Nhưng mà ở trên này nó nắng đấy các bạn. Trời xanh ngắt ra đây kìa. Đấy. Nắng nóng lắm. Đây, bầu trời xanh ngắt đây này. Rất là nắng nóng đây này các bạn này. Đấy. Trời hôm nay nó nóng lắm luôn rồi. Con tum nó nóng kinh khủng. Do vậy á, ở trên này nó độ cao mà các bạn. Vừa nắng vừa gió nữa. Thì mình mặc dù là mình che. Mặc dù mình che cái màn như thế này. Chuối vẫn khô các bạn ạ. Khô rất là nhanh. Mình đã nói là chỉ phơi 2 nắng là chuối nó khô thôi. Bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nhé.
chuối này là phơi được hai nắng rồi đây. Đấy, bạn thấy không? Mình phơi cũng không nên khô quá, vì khô quá ăn nó cũng cứng lắm, không ăn được. Phơi cái độ khô nó vừa phải thôi thì cái miếng chuối nó dẻo và nó ngon. Đây các bạn nhìn cái miếng chuối nữa, hôm qua mình sở bên trên bên dưới hết rồi, xe hết rồi đây này. Đấy, xe hết như này rồi, mình ăn thử xem sao các bạn nhé. Nhìn cái miếng chuối khô đẹp chưa các bạn này, vẫn còn cái phấn chuối đây này. Nóng lắm, lên đây nó nóng hẳn luôn các bạn. Mình cứ phơi một ngày, xong một ngày mình lại lên trở ra mặt bên kia, nên nó phơi nó khô rất là đều các bạn này. Cái miếng chuối khô rất là đều. Ăn thử các bạn nhé. Ăn miếng chuối phơi nó phải mềm mềm, nó khô nhưng mà nó mềm mềm các bạn. Còn nếu nó cứng quá, nếu mà cứng quá là ăn nó khô quá, nó ngon không ngon đâu các bạn, nhai không được. Mềm ngon các bạn. Các bạn ơi, chuối phơi nó ngọt lắm luôn á, ngọt lắm các bạn. Nó ngọt, ngọt đậm đà luôn, ngọt lắm. Mình lấy miếng nữa nhá. Bạn nào mà bảo quản lâu á, mà chúng ta muốn ăn khô nữa thì chúng ta phơi nữa. Chứ còn mình á, theo mình á, thì mình ăn như thế này là vừa rồi. Mình như này á, mình cho vào hũ, sau đó mình cất vào tủ lạnh, mình ăn cả tháng được mà các bạn. Giờ mình lấy một miếng chuối nữa nha. Đây, đấy, các bạn nhìn này, cái mặt trong nó này khô không dính gì nữa đâu các bạn. Mặt ngoài này nguyên phấn chuối này. Phải ăn hai miếng nó mới đỡ, gọi là đỡ thèm thôi. Ngon lắm các bạn ơi. Nó chưa khô lắm. Dẻo nó mà ngọt. Chuối phơi nha các bạn ơi, nó khô nó sắt lại, nó sắt đường lại các bạn. Ngọt lắm, ngon. Bây giờ mình sẽ cất chuối vào hũ các bạn nhé. Mình sẽ nhặt chuối để mình xếp vào cái hũ thủy tinh như này các bạn ạ, để cất cho nó đảm bảo này các bạn. Đó, mình cứ nhặt từng miếng chuối mình xếp như này các bạn ơi, xếp dọc lại được. Đấy, mình xếp như này và mình cũng có hũ vừng các bạn ạ. Một cái hũ mè rang này các bạn này, mè trắng này. Bạn nào thích ăn ấy, thì mình rác một lớp mè lên, lớp chuối lớp mè cho nó thơm. Đấy, cứ rác một lớp chuối lớp mè lên. Lúc mình ăn. Nó bám vào những cái miếng chuối đấy các bạn này. Mè nó bám vào những miếng chuối lúc mình lấy ăn ngon lắm. Đấy, là mình cho một lớp mè lên trên này. Sau đó mình đậy nắp thủy tinh vào các bạn. Cái hũ này nó có cái nắp này các bạn. Đấy, vậy là mình có một hũ chuối rồi các bạn. Cất vào trong tủ lạnh ăn dần, để cả tháng ăn không sao hết các bạn. Còn bây giờ mình cũng có một hũ nhựa trắng này các bạn. Mình cất vào hũ nhựa trắng cũng được. Thế là cũng cất trong tủ lạnh là được hai hũ chuối rồi các bạn. Đấy, còn cái mẻ này là mình phơi sau, nó chưa khô lắm đó các bạn, còn phơi tiếp một nắng nữa.
cái này mình phơi sau này. Cái miếng chuối nó được nắng, nó khô, nó trắng đẹp không các bạn này? Rất là đẹp. Nhặt chuối thèm quá, ăn tiếp các bạn. Ngon. Ngon lắm, ngọt. Phơi chuối như thế này để được lâu các bạn, ăn cả tháng. Chứ còn nếu mà chuối chín mà mình đem ra, mình cứ để đó thì nó lại hư thôi, ăn sao kịp các bạn. Theo mình cách tốt nhất là phơi như vậy, vừa an toàn, đảm bảo sức khỏe mà lại có chuối ăn thường xuyên. Đấy là cách phơi chuối của mình các bạn ạ. Video một ngày làm việc của hai vợ chồng mình đến đây là hết. Mình xin chào tạm biệt các bạn nhé.